Xin chào các bạn, ở trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt Stanley cuốn trong hai bước đơn giản. Bước đầu tiên, phần chuẩn bị thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái Stanley cuốn bao gồm này, hộp cuốn, thanh chống 3 khúc này, cái thanh nẹp ở phía trên này. Bên trong thanh nẹp thì gồm có thanh suất. Rồi, phần hình ảnh. Rồi, dụng cụ hỗ trợ nào? Ở phần dụng cụ hỗ trợ thì chúng ta sẽ chuẩn bị gồm có băng dính trắng, dao và băng dính hai mặt. Chúng ta đến bước thứ hai luôn, đó là phần lắp đặt hình ảnh. Ở phần lắp đặt hình ảnh này thì cái Stanley cuốn của chúng ta hiện tại đang có kích thước là 80 x 2 m, có nghĩa là 80 x 200 ấy. Nhưng các bạn phải lưu ý cho tôi một điều, đó là cái phần hình ảnh này phải được in ấn và gia công với kích thước là 78 x 2 m, có nghĩa là 78 x 200 cm, và để thừa đầu thừa đuôi 3 phân trắng. Rồi, ok, đến cái bước này kỹ thuật viên của chúng tôi đang làm đến cái đoạn đó là gấp 3 phân trắng ở phía đầu của hình ảnh và dán băng dính hai mặt. Ở cái bước dán băng dính hai mặt này thì chúng ta sẽ lưu ý khi bóc băng dính hai mặt ra, dán gấp về phía sau thì chúng ta sẽ tạo thành một cái khe. Cái khe đó để luồn cái thanh suất đi qua. Rồi, bạn kỹ thuật viên sẽ rút thanh suất từ trong cái thanh nẹp, từ trong thanh nẹp nhôm. Các bạn lưu ý cái bước này khá là khó đối với cả một người mới sử dụng. Đó, bạn kỹ thuật viên đang luồn cái thanh suất vào cái khe. Rồi, ok, chúng ta sẽ cố định hai đầu bằng lút nhựa. Nó sẽ có lút nhựa cho các bạn nha. Rồi, cố định hai đầu rồi. Ở phần phía trên hình ảnh như thế là chúng ta đã lắp đặt là ok rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước lắp ở phía đuôi của hình ảnh. Phần đuôi của hình ảnh thì chúng như ban đầu chúng ta đã nói, đó là chúng ta vẫn có 3 cm trắng để thừa ra. Phần đuôi của hình ảnh này chúng ta sẽ dán với cái tấm mồi của Stanley, cái tấm mồi của Stanley. Đó, ở phần đầu tấm mồi của Stanley nó là băng dính hai mặt, băng dính 3M, băng dính hai mặt. Nó khá là chắc chắn. Kỹ thuật viên của chúng tôi đang bóc cái phần băng dính 3M đó ra để dán phần đuôi của hình ảnh vào. Rồi, ok, các bạn theo sát, quan sát tỉ mỉ những hành động, những động tác của bạn kỹ thuật viên. Rồi, bạn kỹ thuật viên vừa dán được rồi. Bây giờ bạn kỹ thuật viên sẽ gia cố thêm để mà thêm phần chắc chắn bằng việc là chúng ta sẽ dùng băng dính trắng, băng dính trong dán vào 2 m của phần đuôi hình ảnh cũng như tấm mồi. Rồi, còn bên còn lại nữa. Rồi, cái bước này bước quan trọng này, bước này bước rất quan trọng. Đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ có cái chốt này. Các bạn muốn tháo cái chốt đấy ra một cách dễ dàng thì các bạn phải kéo cái phần hình ảnh từ bên trong hộp cuốn, kéo cái phần tấm mồi ấy, kéo dịch ra ngoài một chút. Đó, như bạn kỹ thuật viên đang làm, thì cái chốt bên hông nó sẽ bị nhão ra và dễ dàng để mà rút ra. Khi rút ra như vậy thì dừng lại cái đoạn này một chút nha. Khi rút ra như vậy thì là cái phần hình ảnh là nó sẽ được cái hệ thống nội soi bên trong nó kéo vào với cái lực kéo khá là mạnh, nên các bạn cần phải để ý cái bước này, đó là chúng ta sẽ giữ và hãm phanh lại cái việc tốc độ của hình ảnh nó bị cuốn vào bên trong đó, để làm sao hình ảnh nó cuốn vào bên trong một cách dễ dàng nhất. Chúng ta sẽ quan sát lại cái bước này nhé. Đó, đây là cái chốt. Cái chốt này khi mà các bạn chưa đẩn hình ảnh lên ấy thì nó khá là khó rút. Nhưng mà các bạn thấy không, kỹ thuật viên đang kéo cái tấm mồi từ bên trong hộp cuốn kéo ra, thì cái chốt bên hông ấy nó sẽ nhão. Đó, và tay đang cố định, tay đang giữ hình ảnh lại để cho nó không bị trôi vào trong đấy. Rồi, hình ảnh của chúng ta đã được lắp vào hộp Stanley cuốn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước lắp đặt Stanley cuốn rồi. Vừa rồi là chỉ trong 2 bước rất là đơn giản thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.